Mới đây trên vùng biển thuộc địa bàn xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, Hải Phòng, vừa xuất hiện một vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét. Hiện tượng này xuất hiện chỉ vài phút rồi tan đi và không gây nên thiệt hại gì. Cụ thể, khoảng 7 giờ sáng nay ngày 25 tháng 7, trên khu vực biển thuộc xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, xảy ra hiện tượng vòi rồng, bầu trời nhiều mây có mưa. Được biết, hiện tượng này lần đầu xảy ra trên địa bàn xã Xuân Đám và chỉ kéo dài trong vài phút. Ghi nhận ban đầu, vòi rồng xảy ra trên biển không gây thiệt hại. Theo người dân địa phương, vòi rồng xuất hiện sáng nay trên vùng biển Hải Phòng từ trên rất cao, kéo theo mây đen bao trùm cả khu vực. Nhiều người dân du khách tranh thủ ghi lại hiện tượng thiên nhiên này. Trước đó khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2020, một vòi rồng dài hàng chục mét bỗng xuất hiện gần khu vực cầu Bạch Đằng, nối quận Hải An, thành phố Hải Phòng, sang thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết tại thành phố Hải Phòng nhiều mây và có mưa rông trong khoảng 30 phút. Trong khoảng thời gian ấy, vòi rồng đã xuất hiện và tồn tại khoảng 7-8 phút rồi tan.